Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Vũ. Và hôm nay mình lại có một clip mới. Thì hôm trước mình có được tặng bộ tẩy tế bào chết phiên bản giới hạn của Cocoon kết hợp với cả hình ảnh của rapper Suboy. Thì nếu bạn là một người xem những clip cũ của mình khi mà nói về các sản phẩm của Cocoon ấy, thì sẽ biết là mình là một người rất là mê hai sản phẩm tẩy tế bào chết của Cocoon. Đấy là tẩy tế bào chết cho da body và tẩy tế bào chết cho môi. Đấy là hai trong cái sản phẩm, nói chung là khi mà nhắc đến Cocoon thì đấy là hai sản phẩm mà mình nghĩ đến đầu tiên, và đấy là hai sản phẩm mà chắc chắn mình sẽ mua đầu tiên. Thì khi mà Cocoon ra phiên bản giới hạn này thì mình đã được tặng ngay cái bộ tẩy tế bào chết cho da body và tẩy tế bào chết cho môi như thế này. Bạn mình tặng chứ không phải là hãng tặng nhá, cho nên là mình không hề mình không được một đồng nào của hãng đâu, nên video này sẽ không phải là video thần thánh hóa sản phẩm lên, mà sẽ là những cảm nhận chân thực nhất của mình về lần kết hợp này. Thì hộp quà của Cocoon vẫn là hộp quà cát tông, giấy cát tông ấy, nhưng mà nó rất là cứng. Mình cực kỳ thích những cái hộp đựng quà của Cocoon luôn. Nó là một cái bìa cứng nhìn rất là sang trọng, và mặc dù là bìa tái chế nhá, nhưng mà nhìn nó rất là chắc chắn, sang trọng. Và nếu mà các bạn có đem đi tặng ấy thì nó cũng sẽ rất là phù hợp khi mà mọi người đem đi tặng, đi biếu, cực kỳ thích luôn. Hoặc là ít nhất sau khi các bạn sử dụng xong cái lọ này thì các bạn có thể dùng lại để đựng những cái đồ, ví dụ như kim chỉ các thứ linh tinh chẳng hạn. Nó rất là gọi là sao nhỉ, rất là kiểu thân thiện với môi trường ấy, mọi người sẽ không đem nó đi ra môi trường thành rác. Về mặt chính thì có hình vẽ của rapper Suboy này, hai bên cạnh hộp này thì sẽ là phần thông tin và giới thiệu về bản giới hạn lần này, mặt sau chính là thông tin và cách dùng cũng như là thành phần của sản phẩm. Trong cái phiên bản giới hạn lần này thì sẽ gồm hai sản phẩm chính là cà phê Đắk Lắk làm sạch da cơ thể và làm sạch cho da môi. Hộp quà thì có kết cấu rất là chắc chắn, mở từ đằng sau như thế này đó. Và khi mà các bạn mở ra thì các bạn sẽ lấy hình ảnh của rapper Suboy đầu tiên này. Ở bên trong thì sẽ là một tấm thẻ với một lời viết rằng là Su biết ai cũng có một chất riêng, ai cũng có một nữ hoàng hiện diện bên trong, cho phép Suboy và Cocoon được đánh thức chất queen trong bạn, thương mến. Và có chữ ký của rapper Suboy đó. Thì ở bên trong sẽ là một son tẩy tế bào chết cho môi này đó, và một tẩy tế bào chết cho da body. Thì đây bên trong đấy, thực ra phiên bản giới hạn lần trước của cái bộ tẩy tế bào chết cho môi và tẩy tế bào chết cho da body này cũng là màu đỏ, nhưng lần này thì nó có một số chỗ kiểu mạ vàng ấy, nhìn nó khá là đẹp. Với cả cái thứ hai là cái màu đỏ, cái thông tin ấy, in trên cái nền màu đỏ này cực kỳ dễ đọc luôn. Mình thấy dễ đọc hơn là cái nền màu đen ấy. Điều đầu tiên khi mình cảm nhận ấy thì mình cảm giác là cái hộp này nó có cái dung tích khá là lớn, nhưng mà thực ra là so với phiên bản cũ ấy thì nó vẫn là trọng lượng đấy, chỉ là cái vỏ hộp to hơn một chút thôi. Ví dụ như cái son này này, mình so sánh thì nó khá là cái vỏ hộp của cái son này nó cao hơn, nhưng mà đọc lại trọng lượng thì nó vẫn chỉ là 5g thôi, chỉ là cái vỏ hộp nó to hơn, chắc chắn hơn thôi mọi người ạ. Đầu tiên tẩy tế bào chết cho da body thì bảng thành phần sẽ gồm hạt cà phê, dầu dừa, bơ cacao, nhưng chất thứ ba trong bảng thành phần này là fatty alcohol. Có lẽ đây là để tăng cái khả năng bảo quản của sản phẩm. Bảng thành phần thì sẽ gồm có cả glycerin, bơ hạt mỡ giúp giữ ẩm và làm mềm da. Một điểm cộng của cái phiên bản giới hạn lần này là mình thấy hạt đã nhỏ hơn rất là nhiều so với cả cái lần trước khi mà mình sử dụng cái phiên bản cũ màu đen ấy. Thì thực ra là sau cái lần lên video đấy thì cũng một thời gian khá là lâu rồi mình chưa sử dụng lại bạn này, mặc dù rất là thích bởi vì là mình còn phải test những cái sản phẩm khác ấy, nhưng mà chắc chắn mình sẽ dùng hết cái lọ này. Thì mình thấy là cái hạt nó đã nhỏ đi rất là nhiều rồi, khi mà mọi người massage thì cái cảm giác nó hơi rát, hơi sức ở trên da nó đã hoàn toàn mất đi, bởi vì là cái bột nó rất là mịn. Cách dùng thì khá là đơn giản, các bạn chỉ việc làm ẩm cơ thể, sau đấy cho sản phẩm lên da, xoa nhẹ nhàng, massage kỹ tại những cái vùng có làn da dày, ví dụ như là khuỷu tay này hoặc là đầu gối, massage kỹ một chút thì nó những cái vùng đấy sẽ được làm mịn rất là tốt và nó sẽ bớt thâm đi. Bạn này có một điểm cộng rất là to là sau khi mà tắm lại với nước thì da rất là sạch, mịn, thoáng, không bị nhớt, hay là cảm giác kiểu có xà phòng hay là mùi thơm thì cũng rất là tự nhiên, không quá nồng.
nhưng mà tỏa rất là rõ trong nhà tắm khi mà bạn sử dụng ấy. Nó là một mùi chuẩn cà phê luôn chứ không phải là mùi hoa học, một mùi thơm rất là đặc trưng của cà phê. Nên cho nên là khi mà các bạn sử dụng để mà massage tẩy tế bào chết ấy, nó rất là kiểu thư giãn thoải mái khi mà các bạn được sử dụng cái sản phẩm này. Và kiểu nếu mà bạn nào mà mê cà phê thì mình nghĩ là có lẽ các bạn sẽ kiểu dùng hơi lâu và kiểu sẽ bị hơi quá trên làn da của mình ấy. Cho nên là mọi người nhớ nhé, mặc dù là nó thơm nhưng mà mọi người cũng chỉ massage một lúc thôi, đừng massage kỹ quá mà làm tổn thương làn da của mình. Vậy tuy nhiên là khả năng lưu giữ mùi ấy thì nó không được tốt cho lắm. Nói chung là đây là một sản phẩm tẩy tế bào da chết cho da body, cho nên là chỉ cần lưu hương thơm một lúc thôi, dùng để thư giãn trong cái lúc tắm là ổn, ok. Chứ nếu mà nó thơm được lâu hơn thì cũng rất là tốt, nhưng mà mình cũng không cần thiết nó phải quá là bám mùi. Đến với cả cái sản phẩm son tẩy tế bào chết cho da môi thì mình đầu tiên ấy là về cái bao bì ấy thì mình thấy là nó đã cứng cáp hơn rất là nhiều rồi. Cái bột thì cũng vẫn rất là nhỏ như lần trước, dùng khá là thích, êm mịn ở trên da. Bao bì thì lần này thì có cứng hơn và dễ dàng vặn lên vặn xuống hơn. Đó, khá là dễ dàng để các bạn có thể vặn lên và lấy được cái sản phẩm ở trong này. Sản phẩm lần này khi mà các bạn sử dụng ấy thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn làm ẩm môi trước, sau đấy massage từ khoảng 30 giây cho đến 1 phút, sau đấy rửa đi là xong. Khi mà dùng bạn này xong ấy thì môi sẽ rất là mịn, hồng hào, bởi vì là các bạn đã tẩy được cái tế bào chết ở trên môi đi ấy. Thì nếu mà môi bạn không có cái vấn đề gì về ví dụ như tim mạch hoặc là cái lượng melanin ở trên môi không quá là nhiều ấy, thì sau khi mà tẩy xong thì có thể thấy là môi có hồng lên, bởi vì là cái lớp melanin cũng như là lớp tế bào sừng chết được loại bỏ rất là tốt. Môi sau khi sử dụng khá là mịn, tuy nhiên là sau khi rửa xong ấy thì cái son này này nó để lại một cái lớp dầu ở trên da hơi dính và hơi khó chịu một chút. Thì mình sau khi mà sử dụng xong bạn ấy mình phải lau hơi kỹ một chút, chứ nếu mà lau không kỹ hoặc không sạch ấy, thì nó vẫn hơi dính ở trên môi, mình cảm giác nó hơi khó chịu một chút. Đấy là điều mà mình không thích ở cái bạn này. Nhưng mà sau khi mà lau môi sạch rồi ấy, các bạn sử dụng son dưỡng ấy, các bạn thấy nó thẩm thấu rất là tốt. Cho nên là đây là một trong những cái son tẩy tế bào chết trong môi mà mình thấy cũng khá là rẻ, dùng cũng rất là thích. Thì vì bản thân mình vốn dĩ đã rất là mê hai bản này rồi, nên là mỗi lần ra bản mới thì mình thấy khá là hứng thú, vì kiểu là nó thay đổi bao bì thì nhìn cũng rất là vui mắt hơn. Bởi vì là nếu mà kiểu bao bì cũ cứ dùng đi dùng lại thì nhìn nó không hay ho, nhìn nó kiểu dễ bị nhàm mắt ấy. Còn nếu mà mình thấy là hãng rất là hay thay đổi cái bao bì cho hai bạn này, dùng đã thích rồi mà hay thay đổi bao bì nữa thì dùng rất là mê luôn. Thì chốt lại, đây là hai sản phẩm mà mình rất muốn giới thiệu cho đến với mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì hai sản phẩm này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí ngon, bổ, rẻ và thơm. Đấy, cho nên là bạn nào mà có người yêu thì nhá, dùng bạn này xong sau đấy đi ngủ cạnh cùng chồng, cùng người yêu thì cực kỳ thích luôn. Cho nên là mình rất muốn giới thiệu hai bạn này đến với mọi người. Hy vọng là video này có ích với mọi người. Nếu mọi người thấy hay cho mình một like, một subscribe, và mình sẽ quay trở lại với nhiều clip bổ ích hơn. Cảm ơn mọi người.